chào tất cả quý bà con, đã quay trở lại với kênh A Huy Vlog. Sau đây là phần báo giá mít Thái của một số khu vực trong buổi chiều hôm nay, giá được cập nhật lúc 2 giờ chiều. Theo thông tin nhận được từ vựa và anh em thương lái, thì giá mít Thái buổi chiều hôm nay giảm, giá giảm mạnh ở các khu vực so với buổi sáng. Giá chi tiết mình sẽ ghi trên màn hình cho bà con tiện theo dõi. Mời bà con cùng xem video. Giá mít Thái tại Đồng Tháp và An Giang, mít nhất 39.000 đồng trên kg, mít nhì 29.000 đồng trên kg, mít kem lớn 32.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 18.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Hậu Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long, mít nhất 38.000 đồng trên kg, mít nhì 28.000 đồng trên kg, mít kem lớn 31.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 17.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Long An, mít nhất 39.000 đồng trên kg, mít nhì 28.000 đồng trên kg, mít kem lớn 32.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 18.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Tiền Giang, mít nhất 40.000 đồng trên kg, mít nhì 30.000 đồng trên kg, mít kem lớn 33.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 19.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Đông Nam Bộ, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu, mít nhất 27.000 đồng trên kg, mít kem lớn 21.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 11.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Tây Nguyên, mít nhất 25.000 đồng trên kg, mít kem lớn 20.000 đồng trên kg, mít kem nhỏ 10.000 đồng trên kg. Giá mít ruột đỏ sơ vàng Indo tại khu vực Tiền Giang, mít nhất 60.000 đồng trên kg, mít nhì 50.000 đồng trên kg, mít bi 20.000 đồng trên kg.